Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhổ rìa hung dữ Tô Lâm tung quân truy sát gia đình kẻ ăn gan hùm Vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là vụ án rất lớn Bà Nhàn chính là mắt xích quan trọng trong đường dây thông thầu trong cả nước Và đường dây buôn vũ khí với thế lực Israel trị giá hàng tỷ đô la Vụ án chính trị nhưng đang khoác lên mình chiếc áo kinh tế Điều đáng chú ý là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là phụ nữ nhưng đứng trung gian kết nối giữa hai cơ quan tình báo quả là không hề đơn giản. Vụ án IC của bà Nhàn dính đến Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, dính đến nhóm lợi ích nắm quyền chi tiêu quốc phòng. Với ngân sách hàng năm lên tới 7,7 tỷ đô la Mỹ, Bộ Quốc phòng là nơi các nhóm trong tứ trụ đấu đá nhau để giành quyền kiểm soát. Và do đó bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn giúp phe trọng Huệ Tô Lâm giải quyết nhiều vấn đề trên bàn cờ chính trị. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một người phụ nữ bí ẩn. Vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai đã đưa ra xét xử. Điều quan trọng trong phiên tòa này không phải là bản án cho các bị cáo mà là hành động của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nhàn bị kết án vắng mặt tới 30 năm tù giam. Một bức án có thể xem là rất nặng. Tuy nhiên, phản ứng của bà nhàn với phiên tòa mới là điều đáng nói đấy là bà nhàn ở từ xa vạn dặm đã điều khiển luật sư bảo chữa nộp đơn kháng kiện cho bà hành động này của bà nhàn hoặc là dại dột hoặc là rất bản lĩnh vì sao nói là dại dột vì hành động này liên hệ tới luật sư để kháng cáo bà nhàn đã vô tình hay cố ý để ông tô lâm biết được đầu mối có liên kết với bà thường thì bị cáo đang trốn truy nã mà để lộ đầu như thế là rất nguy hiểm biết đầu từ đầu mối này ông tô lâm sẽ lần ra cho nơi bà ở của bà nhàn thì sao nếu bà nhàn bị lần ra nơi ở vì lý do này thì át hẳn hành động nhờ luật sư kháng cáo kia là hành động dại dột còn ngược lại nếu bà nguyễn thị thanh nhàn cố ý để lộ đầu mối liên kết mà ông tô lâm vẫn bất lực không thể làm gì được thì đấy chính là bản lĩnh và cho tới bây giờ có vẻ như Nguyễn Thị Thanh Nhàn rất tự tin với nơi ẩn náu của mình nhưng không ngần ngại thò tay nhổ ria mép con hùm giữ Tô Lâm Nếu ông Tô Lâm phải nổi điên lên con ba thì cười khúc khích Ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam đã cho tóm anh trai của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Ông Tô Lâm là ông Bộ trưởng Bộ Công an manh động nhất trong cuộc đời Bộ trưởng Ông từng bố trí bắt cóc người nhiều lần và chấn động nhất là vụ bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành giữa Berlin tại Đức, đem về giao nộp cho ông Tổng Bí Thư. Với vụ án bắt cóc này, ông Tô Lâm đã bị châu liệt vào hàng tội phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, nó cũng đem lại lợi ích cho ông Tô Lâm. Với thành tích này cho thấy ông Tô Lâm thuộc hàng có số má trong giới võ tướng ở chính trường tại Việt Nam. Tối ngày 17 tháng 3, ông Tuân Sô, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam cho truyền thông biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố năm bị can sau khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế viết tắt là công ty ic và các đơn vị có liên quan trong đợt khởi tố này ông nguyễn anh dũng anh trai của bà nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch công ty ic và bốn giám đốc doanh nghiệp khác với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ông Nguyễn Anh Dũng, anh trai của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị bắt giữ. Đây là đòn đánh quen thuộc của Bộ Công an Việt Nam. Tóm không được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì cấn công mạnh vào người thân của bà. Đây là đòn tâm lý, vừa mở rộng vụ án vừa ép bà Nhàn phải lộ diện. Tuy nhiên đến nước này thì xem như bà Nhàn đã lỡ leo lên đường cọp không thể xuống. Bà Nhàn không thể đầu thú vì đầu thú là gia đình bà sụp đổ và làm sụp đổ luôn nhóm lợi ích lớn trong đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải bám lưng cọp và ông Dung nhổ dưới mép cọp để chọc cho cọp giữ điên lên mà xem. Đây là cách khả dĩ nhất hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin bị Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhổ dìa mép, hôm giữ Tô Lâm tung quân truy sát, gia đình kẻ ăn gan hùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tự hào quá Việt Nam Airlines ơi! Nhân viên buôn hàng đá Vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin về việc ba tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines bị bắt giữ vì sách đến 10 kg thuốc lắc và ma túy từ Pháp về Việt Nam. Thông tin này, Tri cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, ba tiếp viên này đi trên chuyến máy bay VN10. Người buôn lậu ma túy ắt phải là chịu sự trừng phạt của pháp luật, không thể khác được. Vụ việc đã công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng thì xem như hết đường chạy chữa và phần còn lại là phần của pháp luật nhân viên việt nam airlines buôn bán ma túy gây sốc việt nam airlines chính là vai chính trong vụ tổ chức chuyến bay giải cứu trong vụ làm ăn này còn có vietjet airways và bamboo airways tuy nhiên việt nam airlines vẫn là đầu sỏ bởi nó là doanh nghiệp của nhà nước trực thuộc bộ giao thông vận tải tham gia vào mâm của chuyến bay giải cứu này là một hệ thống gồm rất nhiều ban bệ trong đó có văn phòng chính phủ Thành tra chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các địa phương tiếp nhận người trở về từ các chuyến bay giải cứu. Thông tin từ nội bộ bên trong cho biết, sở dĩ các hãng máy bay như Vietjet Airways và Bamboo Airways nhảy vào là bởi thấy anh cả là kẻ đi tiên phong đều có quý chuyến bay này. Họ quan niệm ăn chung và nếu có việc gì xảy ra thì chộp anh cả Việt Nam Airlines trước họ tin vào cái bóng Việt Nam Airlines nên cũng tham gia vào đường dây này. Có thể nói Việt Nam Airlines là hãng bay tiên phong trong việc ăn cướp tiền bỏ hôi và nước mắt của người dân Việt Nam ở nước ngoài. Tất cả có khoảng 2.000 chuyến bay, mỗi chuyến bay kiếm lời khoảng 2 tỷ đồng. Vì thế số tiền mà nhóm lợi ích tổ chức chuyến bay giải cứu chia nhau khoảng 4.000 tỷ đồng. Chưa có quan chức nào của Việt Nam Airlines bị truy cứu về chuyến bay giải cứu cả được biết số nạn nhân của tập đoàn hút máu này là 200.000 người tại 60 quốc gia trên toàn thế giới. Giá vé mà nạn nhân phải bỏ ra để mua được chuyến bay về Việt Nam đắt từ 4 đến 5 lần giá vé thông thường. Có thể nói đây là một nhóm tội ác thì đúng hơn. Chủ trương cho Vietnam Airlines thực hiện hành động tội ác này không khác nào chính là lãnh đạo của ngành này đã để xảy ra chuyện đó. Mà một khi lãnh đạo đã chủ trương ác như thế thì làm sao để 100% các nhân viên của họ là chính trực cho được. Việc nhân viên Việt Nam Airlines là hãng hàng không quốc gia Việt Nam buôn thuốc lắc là hình ảnh rõ nét nhất của một doanh nghiệp với thượng bất chính hạ tất loạn. Việt Airlines là hãng hàng không độc quyền tổ chức chuyến bay công vụ cho các lãnh đạo chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đi công du nước ngoài. Có thể nói không ngoa rằng hãng hàng không Việt Nam Airlines chẳng khác nào hãng hàng không hoàng gia với bộ chính trị đóng vai trò như một hoàng gia vậy. Là vì hãng hàng không con cưng như thế nên nó rất lộng hành. Vụ án chuyến bay giải cứu đã bắt các quan chức từ trung ương đến địa phương đã có phó thủ tướng thường trực phải mất chức. Nhưng cuối cùng có quan chức Việt Nam Airlines nào bị bắt đầu. Đến hành động bao che rất rõ ràng. Và nếu lãnh đạo Việt Nam Airlines vẫn bình chân như vậy trong vụ chuyến bay giải cứu này thì rất có thể sau này họ sẽ coi trời bằng vùng và tiếp tục thực hiện những hành động phi pháp, cướp đoạt tiền của người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nghề phi công, nghề tiếp viên hàng không là nghề có thu nhập cao trong xã hội tại Việt Nam. Chỉ cần nhận lương thì các tiếp viên hàng không đã đủ sống, không cần phải lo lắng với tiền bạc, vậy mà vẫn buôn ma túy để kiếm thêm thì quả là lòng tham không đáy. Dư luận cho rằng không thể nói ông Nguyễn Văn Thể sẽ vô can trong vụ chuyến bay giải cứu. Cho đến nay, vụ chuyến bay giải cứu còn nhiều mảng tối mà ông Tô Lâm chưa đụng đến. Đó là trách nhiệm của hãng bay Vietnam Airlines và lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải trong vụ này. Bộ Giao thông Vận tải có vai trò là cơ quan phối hợp, chịu trách nhiệm chỉ đạo cục Hàng không Việt Nam cấp phép bay. Ông Nguyễn Văn Thể khó có thể vô can về vụ việc. Về mặt kinh doanh, hãng hàng không Việt Nam Airlines liên tục báo lỗ và cầu cứu chính phủ cấp tiền Trong khi các hãng bay tư nhân làm ăn thì có lãi Nhưng tại sao Việt Nam Airlines lại báo lỗ đây? Đấy là câu hỏi lớn mà cần ông Nguyễn Phú Trọng cho thành trà kỹ Rất nhiều doanh nghiệp quốc doanh báo lỗ vì tiền nhà nước được phủ phép chảy vào túi riêng mất rồi Còn phủ phép bằng cách nào thì đấy là việc của chính quyền phải điều tra Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Tự hào quá Việt Nam LIA Nhân viên buôn hàng đá Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm